sau 88 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, cuộc sống đang trở lại trạng thái bình thường mới. Tưởng rằng đã sóng yên biển lặng, nhưng không, ca nhiễm 5 tiếp viên hàng không mới xuất hiện là nguy cơ bùng phát dịch quay trở lại. Thông tin về các ca nhiễm COVID-19 từ người cách ly khiến không ít người lo ngại. Trong khi cả xã hội đang cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, việc một số người thực hiện cách ly không nghiêm, thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm với cộng đồng đã vô tình đẩy nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cả xã hội. Chiều ngày 30 tháng 11, Bộ Y tế thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm từ người cách ly, bệnh nhân số 1347. Đây là bệnh nhân có liên quan trực tiếp tới bệnh nhân 1342 đã công bố một ngày trước đó. Sau khi điều tra, truy vết, xác định nguồn lây của hai trường hợp mắc COVID-19, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bệnh nhân 1342 vi phạm các quy định phòng dịch khi thực hiện cách ly tập trung, không tuân thủ quy định phòng dịch khi cách ly tại nhà, khiến mình mắc COVID-19 và làm lây lan thêm cho một người khác. Trước đó, ngày 14 tháng 11 vừa qua, bệnh nhân 1342, nam, sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines, là thành viên trong phi hành đoàn của chuyến bay VN-5301 chở khách từ Nhật Bản về sân bay Cần Thơ. Sau khi chuyển hành khách xuống Cần Thơ, tổ bay tiếp tục bay về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày 14 tháng 11. Sau khi về đến thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ tổ bay trên được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines tại 115 Hồng Hà, quận Tân Bình từ ngày 15 tháng 11 vừa qua, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 ngày 15 tháng 11, lần 2 ngày 18 tháng 11 vừa qua và đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Do toàn bộ hành khách và tổ bay trên chuyến bay VN-5301 đều có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, nên theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân được kết thúc cách ly tập trung vào ngày 18 tháng 11 năm 2020, ngày thứ 5 sau khi nhập cảnh, chuyển về tiếp tục cách ly tại nơi cư trú đến khi đủ 14 ngày ở địa chỉ 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình và chỉ định xét nghiệm kiểm tra vào ngày thứ 14. Sáng ngày 28 tháng 11 vừa qua, bệnh nhân và 13 thành viên khác cùng tổ bay đến khu cách ly 115 Hồng Hà lấy mẫu xét nghiệm lần 3 sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Đến 18 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2020, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 13 người khác có kết quả âm tính. Qua điều tra truy vết xác định nguồn lây của bệnh nhân và các tiếp xúc của bệnh nhân, Sở Y tế thông tin trong quá trình cách ly tập trung ở khu cách ly của Vietnam Airlines ngày 17 tháng 11 vừa qua, bệnh nhân 1342 có tiếp xúc với một tiếp viên của chuyến bay khác từ Romania về đây. Đây là chuyến bay có nhiều hành khách dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, ngày 25 tháng 11, người tiếp viên của chuyến bay từ Romania này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 1325 cùng với 8 tiếp viên khác đi cùng chuyến bay. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định khả năng cao bệnh nhân 1342 bị lây nhiễm khi tiếp xúc trong quá trình cách ly do không tuân thủ quy định cách ly tập trung, tự ý tiếp xúc với tiếp viên của chuyến bay khác. Ngoài ra, từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11, bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà, tuy nhiên đã không tuân thủ đúng quy định về cách ly y tế, tiếp xúc gần với 3 người khác, gồm mẹ đẻ, ngụ huyện Hóc Môn và 2 người bạn, một nam ở quận 6 và một nữ ở Bình Thạnh. Đặc biệt, trong 3 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1342, có một người dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 1347. Nhìn nhận sự việc này, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đã có sự buông lỏng và không chấp hành các quy định cách ly, các cách ly tập trung và cách ly tại nhà của bệnh nhân 1342 khiến dịch bệnh lây lan. Trách nhiệm của các bên liên quan sẽ được lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh họp bàn và xem xét. Tối ngày 30 tháng 11, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã công điện khẩn về việc tăng cường giám sát quản lý người nhập cảnh. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc liên tục gia tăng, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan vào Việt Nam là rất lớn. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia điện và đề nghị các bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt thực hiện giám sát và quản lý người nhập cảnh. Theo công điện, các đơn vị trên cần tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.
Tại các khu vực biên giới, đường bộ, đường biển, tại các khu vực cửa khẩu, cần tổ chức giám sát chặt chẽ và rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, đề nghị xử lý nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định. Công điện cũng yêu cầu các đơn vị giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, không để những người không có trách nhiệm vào các khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng các quy định, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với người xung quanh để tránh lây lan. Các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng. Theo Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Trần Như Dương, một trong những biện pháp giúp Việt Nam thực hiện chống dịch COVID-19 nhanh chóng là thực hiện cách ly một cách triệt để, bài bản để cô lập nguồn lây, không cho nguồn lây có cơ hội lây lan. Đối với bệnh nhân, ngành y tế đã tổ chức cách ly nghiêm ngặt tại bệnh viện. Riêng đối với các trường hợp F1, khi truy vết đều được nhanh chóng đưa ngay ra khỏi cộng đồng, kiên quyết không cho cách ly tại nhà. Ông Trần Như Dương cho rằng, một trong những yếu tố thành công của Đà Nẵng trong đợt chống dịch COVID-19 vừa qua là việc chính quyền cương quyết và thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế trong việc thực hiện cách ly tập trung bắt buộc F1. Trong một tháng chống dịch, Đà Nẵng đã huy động, tận dụng mọi nguồn lực cả ở thành phố cũng như các quận, huyện để thực hiện cách ly tập trung 11.621 trường hợp F1. Trong đó đã phát hiện được hàng trăm ca bệnh dương tính từ những trường hợp F1. Chúng ta coi chống dịch COVID-19 như chống giặc, nên đây là một cuộc chiến của toàn dân, không riêng của ngành y tế hay của chính quyền. Cuộc chiến này cần có sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân để tạo ra sức mạnh tổng hợp. Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng là một minh chứng cho điều đó. Nhân dịp này, mời quý vị cùng xem lại các quy định đối với người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 1. Chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng thời gian quy định, tốt nhất cách ly ở một phòng riêng. Trong trường hợp gia đình, nơi lưu trú không có phòng riêng, thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình, ít nhất 2 mét. 2. Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng, nơi cách ly. 3. Tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần một ngày, buổi sáng và buổi chiều, ghi chép kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. 4. Hàng ngày, hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác. Tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. 5. Hàng ngày, thông báo cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi 2 lần, sáng và chiều, về kết quả đo thân nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân. 6. Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho và khó thở. 7. Không được tự động rời khỏi nhà, nơi lưu trú. 8. Người được cách ly phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng và để gọn vào góc phòng của người được cách ly. 9. Không được ăn chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi lưu trú. Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, vào thời điểm cuối năm, nhu cầu lớn người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, đặc biệt là nhiều công dân Việt Nam ở nước ngoài về quê đón Tết, nên các ngành chức năng cần phải nỗ lực rất lớn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Với COVID-19, không ai an toàn cho tới khi tất cả đều an toàn. Bởi vậy, mỗi cá nhân cần tuân thủ và tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ các khuyến cáo về vệ sinh dịch tễ. Bạn cũng đừng quên thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin của Vietnam Plus ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.